Khi mà thoa em này lên trên da thì Ru thấy là cái chất kem khá ẩm, khá lỏng và dưỡng khá nhiều, cho nên mặt của Ru có cảm giác hơi bóng, hơi dính, hơi ướt. Nếu như mình muốn thoa đủ cái lượng cần để mà chống UV á, thì các bạn, Ru nghĩ là các bạn nên chia làm 2-3 lượt thoa, tại vì em này rất là ẩm luôn. Nếu như mà Ru phải chọn một loại kem chống nắng để ngồi làm việc trước máy tính hoặc là ngồi trong máy lạnh á, thì Ru nghĩ là em này sẽ rất là phù hợp. Nhưng mà nếu chọn kem chống nắng để đi ra ngoài, để phải đeo khẩu trang, thì em này Ru nghĩ là không hợp cho lắm. Em hồi nãy và em này thì cái filter chống nắng y chang nhau. Và so với em hồi nãy thì em này có vẻ như khi mới thoa thì nó nâng tông hơn một chút. Nhưng mà mình ngồi máy lạnh tầm 15-20 phút là nó cũng trở về cái trạng thái ban đầu, cũng trong trong mượt mượt. Với cá nhân Rư á, thì Rư nghĩ là em này quá là ẩm so với cái thời tiết Sài Gòn nóng nực mấy ngày gần đây. Khi mới thoa thì em này cho Rư cái cảm giác rất là mát. Nhưng mà cái mát này là một cái mát mà không có dễ chịu á mọi người. Nó giống như mình đang bôi dầu gió lên mặt á. Và cái phần mắt của mình thì rất là the, rất là cay luôn. Được cái thì chất của em này lại ráo và dễ tán. Tuy nhiên nếu như mà tán kỹ thì các bạn sẽ thấy là tay mình nó hơi lợn cợn. Sau khoảng 2 tiếng ngồi máy lạnh thì cái chất kem này ngày càng ráo hơn và nhẹ mặt hơn. Nhưng mà nó vẫn không xuống tông là bao. Và cái finish của nó Rui cảm thấy là nhìn không có được tự nhiên, không có được đẹp mắt cho lắm á. So với cái em gấu xanh hồi nãy thì cái em gấu đỏ này á, chất kem có vẻ ẩm hơn nè, ít cái sự nâng tông hơn nè, nhưng mà cũng có cái lợn cợn giống như cát khi mà mình tán kem. Ngồi máy lạnh lâu thì tôi thấy em này ráo dần nè, xuống tông dần và có vẻ như khá là tiệp da. Tôi thích cái em màu đỏ này hơn là cái em màu xanh hồi nãy. Đây có thể nói là cái em mà trắng nhất nhì video này luôn. Khi mới thoa Rư cũng hơi bị sốc luôn á, tại vì nó quá trắng. Nhưng mà khi xem thành phần thì Rư cũng hiểu hiểu vì sao á, tại vì thành phần của em này chủ yếu là zinc, cho nên là cái white cast nó để lại khá là nhiều. Ngồi máy lạnh tầm 2 tiếng thì em ấy xuống tông khá nhiều nha mọi người. Nhưng mà vẫn có sự tách biệt giữa mặt và cổ. Nếu như mà chọn em này làm kem chống nắng thì Rư nghĩ là không, bởi vì cũng hơi trắng quá. Nhưng mà Rư thích cái sự bóng mướt của em này, cho nên Rư nghĩ các bạn có thể tận dụng em này như kem lót trang điểm, thì khi mình make up lên cái nền của mình nhìn sẽ có độ căng bóng nhất định. Thường thì Rư sẽ thoa kem chống nắng sau khi đã dưỡng da, bởi vì da của Rư chắc các bạn cũng biết là da khô. Đối với lại những cái sản phẩm dưỡng cho ban ngày á, mà đặc biệt là cho mùa hè, thì Rư sẽ thích những sản phẩm nào mà nó ráo nè, lỏng nè, dễ thấm nè. Và một trong những cái sản phẩm mà Rư đã dùng trong cái mùa hè của năm nay chính là Skin 1004.
Nếu như mà chỉ dùng kem chống nắng không thôi thì Rue sẽ thấm toner vào miếng bông xong rồi thoa lên trên da. Còn nếu như mà sau đó Rue phải trang điểm thì bởi vì không có muốn cái lớp nền bị mốc á, cho nên Rue sẽ dùng thêm cái bước ample để mà cấp nước cho cái da của mình nhìn căng mịn hơn. Em này thì thành phần có 100% là chiết xuất rau má, cho nên sẽ giúp làm dịu cái làn da đang kích ứng hoặc là đang bị thương tổn. Ví dụ như là những bạn mới bị mụn hoặc là vừa mới nặng mụn. Cả hai sản phẩm này đều có chiết xuất rau má từ đảo Madagascar, là một cái hòn đảo rất là trong lành, ít ô nhiễm. Cho nên cả hai sản phẩm này đều rất là lành tính và êm dịu với làn da, kể cả cái làn da nhạy cảm nhất hoặc là những cái da đang mụn ha. Bạn nào mà da yếu quá đó thì Rue nghĩ thay vì mình dùng quá nhiều treatment để mà da của mình bị quá tải, thì mọi người hãy thử đổi, tìm sang một sản phẩm nào mà nó dịu nhẹ, lành tính hơn, thử nha. Cả hai sản phẩm đến từ nhà Skin 1004 này thì đều không mùi, không màu. Tuy nhiên bạn nào mà da quá khô đó thì Rue nghĩ là bạn sẽ cần thêm một bước kem dưỡng ẩm sau đó nữa. Hồi 2 năm trước thì Rue có review em La Roche-Posay trong một cái video cũng về kem chống nắng. Thì so với lại cái bản cũ thì cái bản mới Shaka này á, hãng có thay đổi công thức hay sao đó mà Rue cảm nhận là không còn cay mắt nữa, và cái mùi cồn nó không có còn sọc nồng nặc vào mũi mình nữa. Em kem chống nắng này thì trong mỏng nè, không hề nâng tông nè, dễ tán. Tuy nhiên chất của em này khá là dính, khá là ướt, và Rue ngồi máy lạnh một tí là Rue đã thấy mặt của Rue hơi bị tối lại rồi. Cho nên Rue nghĩ em này sẽ không có hợp với những bạn da dầu hoặc là những bạn phải đeo khẩu trang ra đường. Còn da khô như da Rue thì Rue thấy ổn. Rue khá là buồn Shopee là bởi vì Rue đặt mẫu mới 2022 nhưng mà hãng lại giao cho Rue mẫu cũ. Xong rồi Rue cũng có chạy ra cái Guardian gần nhà để tìm mẫu mới á, nhưng mà người ta cũng chưa có hàng luôn. Thành ra video này Rue chỉ review được mẫu cũ thôi. Chất của em gel này thì Rue thấy ban đầu mới thoa hơi nâng tông, nhưng mà tầm 15 phút sau thì rất là tịt vào da mình. Chất hơi ẩm cho nên là sẽ khá hợp với những bạn nào có làn da khô giống Rue. Nếu như mà phải trang điểm thì Rue sẽ lại càng thích em này hơn, tại vì Rue cảm thấy nó ẩm vừa đủ và mình sẽ không cần phải dưỡng da trước đó. Mình sử dụng em này xong, mình đợi ráo là mình có thể make up lên luôn. Khi mới thoa thì em này khá là nâng tông, nhưng mà ngồi máy lạnh một chút thì cũng sẽ xuống tông một cách vừa phải ha. Chất của em này là chất sữa cho nên rất là dễ tán. Ngồi máy lạnh lâu lâu thì Rue thấy mắt Rue kiểu hơi the the, cay cay. Không quá cay tới mức chảy nước mắt, nhưng mà cũng hơi cay cay nha mọi người. Em này Rue cảm thấy khá là ráo, và nếu như mà phải đeo khẩu trang á, thì em này sẽ hợp với cái chuyện đeo khẩu trang hơn là cái em gel hồi nãy. Thank you.
Khi mà thoa em này thì Rô cảm nhận là chất kem y chang như là kem dưỡng, tức là trong veo, dễ tán và không có nâng tông. Ngồi máy lạnh tầm vài tiếng thì Rô thấy mặt Rô bắt đầu bị tối dần, nhưng mà chất kem thì nó vẫn cứ ướt như ban đầu. Thành ra Rô nghĩ em này sẽ chỉ hợp với thời tiết rất là lạnh, rất là khô, chứ còn thời tiết Sài Gòn nóng ẩm thì sẽ không có hợp nha. Chất của em màu hồng này thì ráo hơn cái em màu vàng hồi nãy, nhưng mà cái sự nâng tông thì lại quá nhiều. Rư cảm giác hai bên mặt của Rư nó lệch nhau tới 4 5 tông luôn á. Thành ra sẽ khá là phiền với những bạn mà cái làn da body của mình không có trắng bằng da mặt. Rư có ngồi máy lạnh lâu cỡ nào thì em này cũng không hề xuống tông. Đã vậy Rư còn thấy hơi bết bết ở lông mày và ở vùng chân tóc nữa. Em này thì cái màu kem nó hơi hồng hồng, khá là giống những loại kem lót của Hàn Quốc. Và cái điểm trở ngại lớn nhất của em này là nâng tông quá nhiều. Cho nên là bạn nào da body không có trắng lắm á, thì hơi hơi mạo hiểm nó phải thử nha. Em này có cái mùi trà tràm khá là thư giãn. Và Rư thoa em này chừng 15 phút là mặt Rư đã cảm thấy cực kỳ ráo, rất là nhẹ mặt rồi. Nếu như mà nói về loại da phù hợp thì tôi nghĩ là các bạn da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, nói chung là da nào mà không quá khô á, dùng thì sẽ thích tại vì em này rất là ráo. Nhưng mà cái sự nâng tông thì nó nhiều quá cho nên Rương không có thích lắm. Em này thì Rư cảm nhận là ẩm và dễ tán nè. Không có nâng tông nhiều giống như em hồi nãy, nó gần như là trong suốt giống kem dưỡng luôn. Nhưng mà bởi vì cái sự dưỡng ẩm của em này quá nhiều, phải nói là quá nhiều luôn á, cho nên là mặt của các bạn sẽ có cảm giác bị bóng nhảy. Và Sài Gòn những ngày gần đây thì trời đã nắng nóng sẵn rồi. Rư nghĩ là em này sẽ không có hợp lắm với khí hậu Sài Gòn và với những bạn phải đeo khẩu trang ra đường.